Xin chào các bạn, vậy là dịp Tết đến xuân về đã đến rất gần rồi. Và mình xin gửi tặng lời chúc sức khỏe và thật nhiều may mắn đến các bạn nhé. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ đến bạn những cái dòng sản phẩm đang bán rất chạy trong tầm giá chỉ khoảng loanh quanh là 5 triệu đồng trở xuống thôi. Và đặc biệt khi mà các bạn mua qua đường link ở phía phần mô tả, các bạn sẽ được giảm giá lên tới đến 500.000 đồng tùy từng sản phẩm nhá. Mình sẽ show cho các bạn từng sản phẩm một luôn. Đấy, đầu tiên cũng là dòng sản phẩm bán rất chạy trong phân khúc giá khoảng độ hơn 3 triệu đồng. Đó chính là Apple Watch Series 2 phiên bản thép, các bạn nhìn thấy ạ. Đây là phiên bản màu bạc này. Đấy, nó đặc tính của nó đó chính là nó đánh bóng được. Sau thời gian sử dụng lâu dài ấy, thì các bạn vẫn thấy là nó rất là đẹp, long lanh. Mức giá thì loanh quanh hơn 3 triệu thôi. Đấy là đầy đủ hết rồi nhá. Tiếp theo, nếu như mà các bạn muốn tiết kiệm mà vẫn là đồng Series 2 mà cái thiết kế của nó vẫn là tương tự như là Series 3, trong khi cái cấu hình của nó cũng rất là mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ hơn rất nhiều so với Series 1 ấy, thì các bạn có thể lựa chọn cái chiếc máy này. Loanh quanh chỉ là hơn 2 củ một tí thôi. Đây, à đây là Series 1 nhá các bạn nhá. Đây là Series 1 đẹp lung linh. Đấy, giá chỉ là chưa đến 2 triệu. Đấy, link thì ở phía phần mô tả nhá. Đẹp lung linh luôn các bạn nhé. Đây là những chiếc máy đẹp lung linh. Đấy, đây là 42 này, còn đây là 38. 38mm thì chỉ có màu trắng thôi. 42mm thì sẽ có màu đen, màu vàng. Đấy, các bạn tùy chọn nhé. Rồi tiếp đến đó chính là Apple Watch Series 2. Đây, Series 2 đây. Đây là Series 3 các bạn ạ. Đây, mình sẽ chia sẻ đến các bạn là dòng Series 2 trước đi. Series 2 đây là phiên bản nhôm nhưng mà đã dán giả thép các bạn ạ. Nhìn nó giống thép không ạ? Ui, bóng lộn 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 luôn. Đấy, nhìn vào crown thì mới ra thôi. Đấy, nhìn nó đẹp không? Và bản chất của nó đó là những chiếc máy nó hơi xước, nhưng mà bên mình sẽ tặng luôn các bạn là miếng dán. Đây, nếu mà các bạn muốn biết nó xước nhà đây. Đấy, đặc tính của nhôm là nó sẽ rất dễ xước các bạn ạ. Đấy, nó rất dễ xước nên là bên mình sẽ tặng các bạn luôn một cái miếng dán để dán vào nó đẹp luôn, nét luôn. Nhìn này thì người ngoài tưởng thép đúng không? Đấy, trời ơi, quá ư là ưng luôn. Rồi, tiếp theo nhá là dòng sản phẩm Apple Watch Series 3 đi. Đây là chiếc Apple Watch Series 3, mức giá thì mình sẽ rẻ hơn so với trên web là 500.000 đồng cho các bạn. Đây, máy thì ngoại hình đẹp 97-98%. Đấy, khi các bạn mua thì các bạn có thể nhờ bên mình dán luôn PPF vào. Dán giả thép nhìn lại đẹp như con Series 2 kia luôn. Đó, và cuối cùng đây là dòng sản phẩm mà chắc chắn chị em rất là yêu thích, đó chính là Apple Watch Series 4 phiên bản nhôm 40mm phiên bản màu hồng. Đấy, ngoại hình thì cũng đạt là 97-98%. Đó, cũng giảm lên tới là 500.000 đồng cho các bạn nhé. Đấy, các bạn mua quà thì thôi rồi luôn. Tất cả những chiếc máy này ấy, thì đa phần là rất là đẹp. Đấy, các bạn mua làm quà hay là làm cho chính bản thân mình đều rất là tốt. Nếu mà muốn ok hơn, ngoại hình nó đẹp hơn ấy, thì có thể dán vào. Và nếu như truy cập trực tiếp đường link nhờ phía mô tả thì chắc chắn các bạn sẽ có mức giá là hợp lý nhất. Tuy nhiên một điểm lưu ý là cái sản phẩm này nó có giới hạn nhé. Các bạn nhanh tay thì còn, mà chậm tay thì các bạn sẽ phải về với giá gốc. Chính vì vậy nếu như các bạn đang quan tâm đến những chiếc Apple Watch dưới 5 triệu đồng này nhá, thì hãy truy cập trực tiếp đường link ở phía phần mô tả hoặc là gọi trực tiếp hai cái số hotline mình đang hiển thị ở trên màn hình nhé, để có thể có mức giá là tốt nhất dành cho các bạn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.